Ok, xin chào tất cả mọi người, mình là Ryan đây và chào mừng mọi người quay trở lại với series chiến lược trong ngày tập số 31. Trong tập này thì mình lại tiếp tục phân tích cấu trúc của các cặp tiền đơn giản để mọi người có thể tham gia theo dõi cũng như là tham gia giao dịch cùng với mình. Thì đầu tiên là chúng ta nói về một số những cái deal vào tuần trước. Tuần trước thì chúng ta có một deal khá là quan trọng, đó là deal vàng. Chúng ta canh sell ở khoảng khu vực 2010-2009 và hiện tại là giá nó vẫn chưa chạm vào được cái target của chúng ta là đáy của khu vực 1968 này. Và hiện tại nếu như mà chúng ta nhìn ở trên biểu đồ khung thời gian 4 giờ thì giá nó vừa mới thoát ra khỏi cái demand flip của khung thời gian D, đúng không? Nhưng mà hiện tại giá nó vẫn chưa có cái động thái là thoát ra phá được cái mốc swing quan trọng này, cái mốc swing ở khu vực 1950 này. Thì nếu như mà cái vùng này bị phá đi thì khả năng cao là giá nó sẽ di chuyển xuống những cái vùng thấp hơn để mà nó xử lý cái đội buy sớm ở đây này, cái đội buy FOMO, buy breakout ở đây đó. Rồi thì trước mắt ấy, trong ngày hôm nay thì do là giá nó đang đi ở bên trong của một cái kênh phụ, một cái con sóng phụ ở bên trên cái con cấu trúc lớn hơn này đấy, thì mình sẽ dự đoán được rằng là đây, cái mốc 1968 này nó sẽ là một cái vùng thanh khoản. Tại vì nếu như mà nhìn ở khung thời gian lớn hơn đi, khung thời gian D, thì cái nhịp giảm xuống này của nó, mặc dù là nó phá vỡ được demand flip nhưng mà nó chỉ chạm vào cái IMB ở đây thì nó rút chân lên và nó đi lên rất là mạnh, đúng không? Vậy thì hiện tại là giá nó đang đi bên trong cái biên sideways của khu vực 2015 cho tới khu vực 1969. Thì đối với những ai mà chúng ta có kỹ năng, chúng ta muốn tham gia giao dịch ở bên trong cái biên này thì chúng ta có thể chờ đợi ở đâu đó khu vực 1988 và 1989 để mà chúng ta tâm minh, chúng ta canh sell xuống. Mục tiêu của đội sell sẽ là giá nó đi xuống và xử lý cái mốc IDM này. Những ai mà chúng ta chưa sell được vào những ngày trước ấy thì chúng ta vẫn có thể là chờ confirm chúng ta sell xuống cái khu vực bên dưới này. Tại vì dựa trên biểu đồ heat map ấy thì chúng ta sẽ có hai khu vực để mà chúng ta canh tham minh, là một là khu vực 88, 89, 90 và thứ hai nữa là khu vực bên dưới 6X, là vùng căn cứ của đội buy và trên này là của đội sell. Thì hiện tại là chúng ta có thể canh tham minh ở khu vực khoảng 88, 89 này. Rồi tâm minh canh buy thì ở khu vực 1958 và target của đội buy thì chúng ta sẽ đánh lên trên khu vực cái SMS của đỉnh khu vực 4 giờ này. Rồi còn đội sell thì tất nhiên là chúng ta sẽ đánh xuống cái cạnh dưới của cái trend line này, cái cạnh dưới của cái trend line khu vực 4 giờ này đó. Rồi ok, thì đó là cái kế hoạch đối với con vàng ngày hôm nay. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về EU. EU thì tuần trước chúng ta cũng có một deal là chờ bán quanh khu vực 1.09934 này. Hiện tại giá nó tạo một cái order flow khi mà nó đạp vào một cái cản của khung thời gian lớn hơn này, và nó tạo một cái order flow nó đi lên. Hiện tại thì mọi người có thể nhìn thấy được rõ là nó đang tạo một cái kênh song song tăng lên đi như thế này. Nó đang tạo một cái kênh song song tăng lên. Vậy thì do là hiện tại cái khối lượng buy được đẩy vào trong cái đoạn cấu trúc này nó khá là lớn, cho nên là mình dự đoán là vùng này đối với những ai mà chúng ta chưa thoát lệnh ấy thì chúng ta nên chốt đi và chúng ta chờ ở bên trên của một cái bay lớn hơn, một cái bay ở khung thời gian lớn hơn, nằm ở khoảng khu vực 1.10558. Những ai mà chúng ta chốt lời được ở khu vực này rồi thì chúng ta cũng không cố gắng sell lại ở trên này một lần nữa, và chúng ta sẽ chờ ở trên này ha. Chúng ta sẽ chờ ở trên này, hoặc là đối với những ai mà chúng ta theo view buy là EU nó sẽ đi lên những cái vùng cao hơn ấy, thì mọi người có thể chờ đợi cho giá nó thủng qua được cái vùng cực trị này. Thủng qua được cái vùng cực trị này thì chúng ta sẽ tham minh, chúng ta canh buy lên. Thì có gì mình sẽ thông báo cho mọi người ở trong group ha. Rồi tiếp theo thì hôm nay chúng ta sẽ có thêm view của GA. GA thì mình xem ở trên khung thời gian 4 giờ. Nếu như mà nhìn tổng thể thì ở thời gian hiện tại thì cái con GA này nó vẫn đang là một cái xu hướng tăng rất là bền vững. Thì
Trước đó nó có một cái nhịp BOS ở quanh khu vực này, ở quanh khu vực đỉnh bên trái ở đây. Và đối với mình ấy thì giá nó muốn tăng lên, tạo nó giá nó muốn tăng lên những cái khu vực cực kỳ cao hơn ở trên này ấy, thì trước tiên là nó cũng phải tạo ra một cái nhịp giảm điều chỉnh để mà nó tăng lên tiếp. Và ở khung thời gian 4 giờ ấy thì chúng ta có một cái nhịp BOS rất là uy tín ở cái khu vực này. Mình đã kiểm tra trên heatmap thì cái nhịp BOS này nó có một cái khối lượng nhồi vào khá là tốt ha. Cho nên là mọi người có thể canh tham minh ở khu vực supply 1.866674 này, để mà chúng ta canh sell xuống bên dưới này, sell xuống cái swing mới của khung thời gian 4 giờ. Ở đây. Rồi. Ok. Rồi thì đó là kế hoạch của GA. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ nói về EA. EA thì thời gian trước chúng ta có một nhịp canh sell vào khoảng ngày 17 tháng 4 ở trên khu vực 1.64293 này. Nhưng mà giá nó không retest. Nó không retest vào cái MT-Lock này. Nó không xử lý được EWA2 và nó đi thẳng xuống. Nó đi thẳng từ khu vực 1.64 này. Nó đi xuống tới cái vùng canh mua của chúng ta luôn. Và giá nó tăng lên từ một cái vùng demand flip. Có nghĩa là đội buy họ vẫn đang chiếm ưu thế hoàn toàn. Cho nên là mình cũng có thông báo cho mọi người là chúng ta không canh sell ở khu vực ở trên này nữa. Và hiện tại là giá nó đã thủng qua rồi. Rồi, thì chiến lược đối với EA tiếp theo ấy, chúng ta sẽ chờ cho giá nó có động thái xử lý thanh khoản ở đây. Giá nó xử lý thanh khoản ở đây, mình sẽ kiểm tra trên heatmap và thông báo cho mọi người ở trên group. Còn tạm thời thì chúng ta sẽ chờ một cái nhịp SH, một cái nhịp SH để mà chúng ta sell xuống. Điều kiện để mà xác nhận cái nhịp SH này ấy, là giá nó phải kết nến 4 giờ, kết nến 4 giờ ở bên dưới cái khu vực cản này. Ở đây, đẹp nhất là rơi xuống thẳng khu vực 1.64617 này, thì chúng ta sẽ canh tham minh, chúng ta sell xuống ở những cái khu vực sâu hơn. Rồi, ok. Rồi nói một tí về Bitcoin. Bitcoin thì thời gian trước là chúng ta tham minh canh sell ở khu vực 30.000, từ lúc mà giá nó có một cái nhịp tăng từ bên dưới 16 đúng không? Chúng ta đã dự đoán được là giá nó sẽ tăng lên khu vực 30.000. Rồi thì hiện tại khi mà chạm vào cái bay ở 30.000 ấy thì giá nó có một cái nhịp giảm rất là đẹp đúng không? Nó có chốc nó có BOS ở đây, chốc BOS ở đây, và chúng ta hiện tại là chúng ta sẽ cần là giá nó tiếp tục đi lên. Giá nó tiếp tục nó đi lên, nó retest vào cái khối lệnh này và chúng ta sẽ tham minh canh sell tiếp. Rồi, tham minh canh sell thì chúng ta sẽ tham minh sell về đâu? Chúng ta sẽ lấy cái đáy 26.500 này, 26.500 này làm target đầu tiên. Khi mà cái nhịp phá vỡ này nó tạo ra một cái demand flip. Tuy nhiên là giá nó không thể nào mà nó quay trở về. Nó xử lý những cái lệnh buy sớm ở đây, những cái lệnh buy sớm ở đây và nó tăng lên luôn. Thì ok. Khi mà mọi người sell ở đây thì chúng ta có thể target về mốc 26.400 này. Thứ hai nữa sẽ là 23.800 là IDM, IDM của khung thời gian 4 giờ. Tại vì theo order flow của khung thời gian lớn hơn như là khung D và khung Week ấy, thì giá nó vẫn đang ở trong một cái trend giảm đúng không? Giá nó vẫn đang trong một trend giảm. Vậy thì cho đến khi mà giá nó thủng qua được cái khu vực 30.000 này thì chúng ta mới tìm kiếm khu vực để mà chúng ta tâm minh canh buy. Còn hiện tại thì chúng ta canh sell trước về những cái móc ở bên dưới này. Ok, rồi thì đó là toàn bộ kế hoạch mình chuẩn bị cho những ngày tiếp theo của thị trường. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.